Từ từ khi con tự mình tìm hiểu và học tập nghe sư giảng trên kênh YouTube của sư, kênh thực hành Vipassana, thực hành tứ niệm xứ và các tài liệu Phật học liên quan, khi con ra đường hay ngồi suy tư về mọi sự xung quanh, con đều thấy pháp ẩn tàng trong đó. Con chỉ dám quán tứ đại đất, nước, gió, lửa, 32 thể trược, chỉ biết nhẩm chứ không hiểu tám pháp thế gian. Con thường xuyên linh hoạt các đề mục này. Tính tới thời điểm bây giờ, con có thể suy nghĩ đâu cũng là pháp dưới con mắt rất là phàm phu, bám theo kinh điển và đang tập luyện. Tự mình vấn đáp với mình, con có các câu hỏi sau: thưa sư, làm sao quán xét về quá khứ của mình và ứng dụng pháp vào trong đó để an lạc mà tu tập? Cụ thể ở đây là thời cấp 3 của con 2015-2019, 14-18 tuổi là tuổi teen đang trưởng thành với nhiều thay đổi đến từ nội tiết tố hormone nam để trưởng thành và có rất nhiều tà kiến và vô minh, đậm tham sân si bồng bột của tuổi trẻ trước khi biết đến Phật giáo Theravada. Ý là làm sao để quan sát về quá khứ. Nếu như quý vị đã thực hành tứ niệm xứ thì quý vị cũng phải nhớ một câu rất là nổi tiếng trong kinh Nhất Dạ Hiền Giả ha: quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến, chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây. Như vậy thì quán xét về quá khứ để làm cái gì? Hả? Mình nếu như thực hành thì chỉ lo pháp ở hiện tại thôi, như vậy là được rồi. Cho nên bản thân cái chuyện là gọi là ứng dụng thì ứng dụng là mình nhớ mỗi khi mình quán xét về quá khứ thì nhớ liền quá khứ đã qua, không phải là cái để mà mình xem xét, mình chỉ đang xem xét cái hiện tại thôi ha. Không biết Đại Đức Tuệ Tường có chia sẻ gì hay không? Dạ, kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị. Cái câu hỏi này nếu mà bây giờ sư trả lời trước thì sư không trả lời như Đức Hành Tệ à. Tại vốn dĩ cái câu này khi mà đọc qua nó khá là đọc thấy có vẻ dài dòng, có vẻ là nó cũng gì đó, nó cũng nhìn sơ qua có vẻ là cũng người soạn cũng khá là công phu, cũng phức tạp đó. Nhưng mà thật sự đúng như tinh thần đi, vậy tinh thần mà sống như tại quán là như Đức Hành Tuệ có nói bài trích dẫn bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả thôi. Đó là đúng tinh thần chánh niệm tinh giác thôi, vậy tinh thần tứ niệm xứ là sống với hiện tại. Chứ bây giờ mình nói là mình quán xét về quá khứ, mình nhận gì qua quá khứ rồi mình suy về tương lai làm gì? À, sẵn nói cái việc này, sẵn tự nhiên suy nhớ lại một cái điều này. Mà sư không biết là quý vị có thể, sư gọi là có thể đó nha, không biết quý vị có thể là nghe cái phương pháp tu tập đó mà nói quán xét quá khứ này không nè, của một sư nói là có một vài vị hành giả, mà trong đó là sư có đọc được một cái bài báo trích dẫn từ một cái vị kiến trúc sư rất là nổi tiếng ở Việt Nam mà sư không nói tên. Cái vị kiến trúc sư này là đạt được nhiều giải thưởng quốc tế, nói chung là đây là một cái vị kiến trúc sư mà nổi tiếng nhất Việt Nam và nổi tiếng quốc tế luôn quý vị. Cái vị này là có nghĩa là chủ trương về cho nhân viên mình hành thiền để cho cho giống như trong giờ làm phải dành hành thiền để cho giống như cho thái tâm thanh tịnh đó, cái điều này điều tốt. Và vị này cũng có tự hào là đã từng qua bên Myanmar tu tập ở dòng thiền báo, đúng không? Nhưng mà rồi á là sư đọc một bài báo, nhưng mà cái bài báo này sư không biết cái bài báo này có đúng trích dẫn có đúng á cái lời mà dẫn đúng á cái lời mà của cái vị kiến trúc sư này nói không, nhưng mà đại loại như nó có nội dung này nè.
thì nội dung á, là của bài báo trích dẫn á, là vị kiến trúc sư này nói là qua bên trực phái bảo ốc á, là các ngài á, dạy là quán cái gì, quán tiền kiếp rồi quán thiên đàng địa ngục đó, thấy thiên đàng địa ngục rồi quán, nhưng phải nhớ thì lại những cái kiếp trước. Nhưng mà nếu mà sư riêng sư bản thân sư nha, sư nhớ á, là trong sư đọc cái tài liệu mà liên quan các câu hỏi với ngài bảo ốc á, thì có những vị hành giả mà lên hành thiền á, hỏi ngài á, cái hiện tượng bay bổng rồi nhớ lại quá khứ gì đó, thì ngài ngài nói thẳng, ngài nói thẳng là để được đạt những cái đó đó, thấy được tiền kiếp các kiểu gì đó, là cái vị phải có cái thần thông, chứ thần thông. Hiển nhiên có một số người sẽ hỏi là nói là dạ đúng, mà ngay cả người bình thường cũng có thể nhớ tiền kiếp. Thưa đúng, thưa vị, cái đó có, cái đó là năng lực nghiệp đặc biệt. Nhưng mà quý vị nghĩ đi, đếm vào đầu ngón tay, đếm trên đầu ngón tay những cái người mà trên thế giới đó, những người trên thế giới có những câu chuyện mà nhớ là tiền kiếp mình đó, mà cao lắm là nhớ, nói thiệt sự bị nghe cao lắm, chắc suy nghĩ là nhớ là 2 kiếp à, chứ không phải là nhìn cao lắm mới nghe là 2 kiếp đó. Còn bình thường đó, là hiếm lắm nhớ là 1 kiếp mà nó như vậy đó. Mà rồi là nói là bên dòng thiền báo là dạy là quán thiên đàng rồi người xuống địa ngục đó, nhớ lại những kiếp gì đó để mà sư không biết để là cái gì, mà trong cái bài báo đó biết, mà sư không biết có phải là đúng cái lời của cái vị kiến sư nói không. Thì sư nghĩ sư, bởi vì khi mà sư đọc cái vấn đề mà nói là làm sao để quyết xét quá khứ nè của cái vị này hỏi nè, thì sư không biết là có trùng lập với khi mà cái vị này đọc được cái tài liệu đó không. Thì nếu mà mình có đọc được những cái tài liệu như vậy đó, đúng không, thì mình phải cẩn thận. Vì những cái đó, điều đó đi đi sai, đi ngược lại Phật dạy, thưa vị, đi sai với tinh thần tứ niệm xứ, đâu đâu có đúng đâu, đâu đâu có đúng mà Đức Phật đã, ngay cả trong bài kinh tứ niệm xứ quý vị đọc đi, có cái đoạn nào mà Đức Phật kêu quý vị phải muốn đạt được cái tại giác Vipassana, các muốn trải nghiệm được các tầng tuệ minh sát, là quý vị phải cần nhớ lại quá khứ không, quý vị phải nhớ thấy được tương lai không? Mà trong khi ngay cả cái tầng tuệ thứ tư là tạo sinh diệt đó, là nó có những cái gọi là cái những cái mà gọi là phiền não vi tế đó, còn upakilesa đó, não đó, thì ngay cả đó là những ánh sáng, những cái điều vi diệu kỳ diệu đó, đến đó, có thể là thấy cõi này cõi kia các kiểu mà nó, nhưng mà các ngài đều nói cái đó là nó là phiền não, thưa vị, nó là phiền não, một dạng phiền não mà khi mà đạt tới tầng tuệ, khi mà có sự trải nghiệm ở tầng tuệ thứ tư là sinh diệt đó, đó thì quý vị sẽ được trải nghiệm cái đó, nhưng mà rồi sao nó cũng sanh diệt, nó cũng bị vô thường, tức là cũng thay đổi, đúng không? Và cái sự thay đổi đó, nó đã không có tồi tàn chóng đó. Và các ngài thiền sư khuyên là nên 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 là bỏ qua những cái mà gọi là nó vi diệu, nó kỳ diệu đó, như vậy đó, mà hãy tiếp tục quan sát cái tâm tướng để đạt, để hiểu được những cái tự giác nó cao hơn. Sư muốn nói thêm rõ cho quý vị để bây giờ hiểu rõ hơn, để cái pháp hành quý vị đó, nó không có bị gọi là chướng ngại không trong cái đường, trong cái vấn đề hành pháp quý vị đó, là sẽ được có cái sự đúng đắn và cái sự tiến bộ hơn. Em cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.